Dreaming Freedom hay Tự do trong mơ. Nữ chính trong truyện là Choi Jung Min, cô gái với gia cảnh tội nghiệp. Cô sống chung với cha mẹ nhưng người cha tàn bạo luôn bạo hành hai mẹ con cô. Khi lên cấp 3, Choi Jung Min đã bị cô lập nghiêm trọng ở trường trung học vì mối quan hệ xấu với Ha Jo Hyun, người bạn thân cũ ở hồi học tiểu học. Niềm an ủi duy nhất của cô ấy là Lucid Dream hay Giấc mơ sáng suốt. Nam chính của truyện là Baek Si-yoon, người đàn ông bí ẩn đã bước vào giấc mơ của cô. Người này nói sẽ giúp cô trả thù tất cả những kẻ đã bắt nạt cô trong suốt thời gian qua. Điều ấn tượng nhất của bộ truyện: thể loại truyện manhwa học đường vườn trường, với các tình tiết khá ám ảnh tâm lý, như các grammar, bi kịch vặn vẹo sẽ khiến bạn thét gào khi cảm thấy rất bức bối. Nhưng đó lại là điểm nhấn hoàn hảo cho một bộ truyện tâm lý học đường. Mình thấy đây là một bộ truyện rất đáng xem trong dịp hè này, nhưng nếu bạn không thích những thể loại tâm lý nặng như này thì có thể cân nhắc trước khi xem nhé.